Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Thế thì trong cái bài học này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn những cái hướng dẫn rất là chi tiết và kèm theo giải thích quá trình thiết lập một cái chiến dịch quảng cáo Google tìm kiếm, đúng không ạ, chỉ mạng tìm kiếm. Và tôi sẽ bỏ qua những cái yếu tố là chúng ta đã có từ khóa rồi, chúng ta đã có ý tưởng quảng cáo rồi, được chưa ạ? Những cái bài đó là chúng tôi sẽ có những cái bài tập bổ sung trước và sau cái video này. Bài tập này là hướng dẫn từng bước để cách chúng ta sẽ thiết lập một chiến dịch quảng cáo Google AdWords chỉ mạng tìm kiếm. Được chưa ạ? Vâng. Nó liên quan đến thực hành thì tôi sẽ thực hành trên máy tính của tôi. Vâng. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào tài khoản AdWords của mình như thế này. Được chưa ạ? Các bạn sẽ sang tab chiến dịch. Vâng. Trong tab chiến dịch này các bạn sẽ bắt đầu, các bạn chọn chiến dịch chỉ mạng tìm kiếm, được chưa ạ? Chỉ mạng tìm kiếm. Vâng. Các bạn đặt tên chiến dịch giống cái ví dụ trong cái bài học trước, thì tôi sẽ làm cái chiến dịch ở đây là bán sỉ trứng gà. Đấy, cho một cái ví dụ của một cái trang trại gà trong tỉnh Bình Phước, đúng không ạ? Tôi không nhớ chính xác. Tôi thì đi vào đấy xa lắm, đi mấy trăm cây từ Hồ Chí Minh ô tô vào, xong rồi vào rừng và núi gì đấy, được chưa? Đấy, loại đây là chúng ta sẽ chọn chỉ mạng tìm kiếm, chúng ta không đổi nữa nhá. Chúng ta không đổi nữa. Đấy, chúng ta chọn chuẩn quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu ra từ khóa hiển thị trên tìm kiếm của Google. Đây là mặc định Google chọn thế thì chúng ta có thể làm. Thứ hai là chúng ta có thể chọn là tất cả các tính năng. Đấy, các tính năng và tùy chọn có sẵn cho mạng tìm kiếm. Thế thì chúng ta có thể chọn chuẩn cũng được hoặc là chọn tất cả tính năng cũng được. Nó cũng cái tất cả tính năng thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ có nhiều tính năng hơn. Thì ở đây thì chúng ta có thể chọn, chúng ta nhìn thấy, được chưa ạ? Chúng ta sẽ bấm tất cả tính năng ở bên dưới thì xem cái giao diện nó có gì khác nhau không. Thì nó có thêm ví dụ như cài đặt nâng cao rồi các cái phân phối bên dưới. Thế còn nếu mà chúng ta chỉ chọn chuẩn, chúng ta sẽ nhìn thấy nó có cái sự khác nhau ở phía bên dưới, nó sẽ bỏ bớt đi, đúng không ạ? Nó chỉ có các cái tiện ích mở rộng thôi. Vậy thì chúng ta sẽ chọn tất cả tính năng để chúng ta học được nhiều nhất, được không ạ? Vâng. Chỗ mà chúng ta cài đặt từ cái gì đó lên nhá, thì ở đây nó cho phép là mình tải lại các chiến dịch mà mình đã chạy để mình đỡ mất công setup này nọ, được chưa ạ? Tức là chúng ta làm phát là có ngay. Thế nhưng mà đây là chúng ta tạo ra mới thì chúng ta bỏ qua, được chưa ạ? Chúng ta bỏ qua. Mạng, đúng không ạ? Để chọn các mạng khác nhau hãy chỉnh sửa chiến dịch ở trên hoặc tạo chiến dịch mới. Thì ở đây lời khuyên của tôi là bỏ cái phần bao gồm các cái mạng tìm kiếm của đối tác, tức là các cái trang web người ta gắn Google vào. Thì nếu mà bạn có thể tìm thấy, nhưng ở Việt Nam thì rất là ít, thì tốt nhất là mình bỏ, mình chỉ xài cái mạng tìm kiếm của Google này thôi. Như tôi đã hướng dẫn, nó chính là ở trên cái trang này, đúng không? Đấy, mua buôn trứng gà hay mua sỉ trứng gà, đúng không? Thì nó ra cái trang như thế này, chuyên cung cấp trứng. Đấy, ok, rất là đơn giản, được chưa? Các thiết bị thì quảng cáo ở đây sẽ được hiển thị trên tất cả các thiết bị đủ điều kiện theo mặc định, đúng không? PC, laptop, mobile, các thứ đủ hết. Rồi, địa điểm ở đây thì mình cần phải hiểu nó chính là bạn muốn nhắm chọn mục tiêu theo vị trí địa lý. Đấy, tức là ví dụ như là bạn bán buôn trứng gà toàn quốc thì bạn chạy ô Việt Nam không vấn đề gì. Nhưng mà bạn dạy AdWords ở Hà Nội mà bạn chạy ô Việt Nam thì bạn chết, đúng không? Nhưng mà bạn chạy dạy AdWords qua video, bạn chạy ô Việt Nam lại không vấn đề gì. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì chúng ta có thể chọn từng tỉnh, ví dụ chúng ta chọn Hà Nội. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây có một cái thuật ngữ gọi là phạm vi tiếp cận, nó khoảng độ 7.4 triệu, khoảng độ 7.4 triệu. Thì cái phạm vi tiếp cận này là cái gì? Nó chính là cái khả năng mà những cái người dùng Internet ở Hà Nội người ta có thể truy cập vào Google hàng ngày là khoảng 7.4 triệu lượt. Chúng ta có thể hiểu đấy là tương đương với số dân số này, số người sử dụng Internet, số người sử dụng 3G và số người sử dụng Google hàng ngày. Đấy, thì tất nhiên là phạm vi này là phạm vi tiếp cận mang tính ước tính. Ước tính theo bán kính này, theo dân số này, theo cái cookie truy cập gần nhất mà Google họ thống kê được, đúng không? Đấy, thì chúng ta nhìn thấy ở đây họ cũng giải thích cho chúng ta hết.
Đấy, nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái phạm vi tiếp cận để chúng ta mở cái tab này, thì Google AdWords nó cũng sẽ có cái phần support. Nó sẽ giới thiệu cho chúng ta các cái cách thức hoạt động, đúng không ạ? Các vị trí hiển thị vân vân. Nếu mà bạn muốn đọc thêm. Vâng, bạn có thể sử dụng cái hình thức tìm kiếm nâng cao là dùng phương pháp bao gồm hoặc phương pháp loại trừ. Đúng không ạ? Bao gồm, ví dụ mình có thể thả ghim ở đây. Ví dụ như mình sẽ chọn là bà Triệu, giả sử thế, đúng không ạ? Mình tìm. Có vẻ mạng hơi chậm chút. Hoặc là mình sẽ nhắm mục tiêu theo bán kính hoặc tọa độ nào. Bà Triệu, thử tìm đây xem nào. Đấy. Thế thì mình có thể thả ghim như vậy, đúng không ạ? Mình có thể thả ghim như vậy. Còn cái ô tìm kiếm ở đây thì nó là mình tìm ví dụ như Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Hoặc là một cái huyện nào đấy, hoặc là một quận nào đấy. Quận 1 của Hồ Chí Minh. Thì cái này chủ yếu là nó cho phép mình tìm kiếm ở cái mức độ là tỉnh thành, quận huyện, đúng không ạ? Đây chúng ta nhìn thấy. Thế còn chúng ta nhắm mục tiêu chi tiết thì nó cho phép chúng ta chọn chi tiết hơn ở đây. Bà Triệu, Hà Nội. Thì nó ra đây. Thì mình chọn 20 dặm xung quanh Bà Triệu. Nếu như mà mình muốn làm một cái nhà hàng, đúng không? Tất nhiên ở đây tôi đang giới thiệu nhiều tính năng, chứ không nói chuyện là cái trứng gà thì nó chạy toàn quốc rồi. Đấy. Và chúng ta có thể chọn các nhóm vị trí chúng ta nhóm lại. Được chưa ạ? Hoặc là chúng ta có thể chọn là vị trí hàng loạt bằng cách là chúng ta sẽ điền các cái đường, các vị trí vào đây. Ví dụ như Hà Nội này, đúng không ạ? Bắc Ninh này, Bắc Giang này, kiểu như thế. Nếu như mà chúng ta làm, được chưa? Đấy, thì chúng ta thấy nó ra ngay. Thì chúng ta chọn OK. Vâng. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn với các bạn là cái phần nhắm mục tiêu nâng cao nhé. Các bạn có thể chọn. Cái việc chọn cái vị trí như này là nó sẽ giúp cho cái việc là cái người sử dụng Internet, cái người sử dụng Google, nó ở cái vùng nào, ở cái tỉnh nào, địa lý nào là được quyền xem quảng cáo của bạn, để tránh cái sự lãng phí. Được chưa? Tránh cái sự lãng phí. OK. Đấy, tùy chọn vị trí nâng cao ở đây các bạn nhìn thấy này, nó có mục tiêu và loại trừ. Mục tiêu thì những người đang ở hoặc đang tìm kiếm hoặc thể hiện sự quan tâm đến vị trí, thì cái này là được đề nghị, tức là Google nó khuyên mình nên sử dụng mặc định như thế. Hoặc là những người được ở trong cái vị trí nhắm mục tiêu của tôi, bạn có thể bấm nút này. Thế còn những người đang tìm kiếm vị trí được nhắm thì tôi thấy nó cũng hơi khó một chút, đúng không? Thì mình có thể chọn cái mặc định của Google hoặc là mình chọn cái thứ hai. Đấy. Ngôn ngữ thì nếu như mà mình chạy trứng gà, nên ví dụ trong trường hợp này thì mình nên chọn tiếng Việt, đúng không? Thì bởi vì mình chạy quảng cáo cho người Việt mà. Đấy, thế người ta sẽ tìm từ khóa là trứng gà thì không có lý do gì mình lại chọn tiếng Anh cả. Đấy, tất nhiên là có những cái sản phẩm mình sẽ chọn tiếng Anh. Đấy, cái ngôn ngữ đây là ngôn ngữ của người xem quảng cáo. Nó được thể hiện thông qua cái Gmail, thông qua cái trình duyệt, thông qua cái cài đặt Google. Thì thông thường bạn sẽ sử dụng tiếng Việt hoặc là tiếng Việt và tiếng Anh. OK nhé. Chiến lược về giá thầu thì tôi phân tích với các bạn một chút về giá thầu. Giá thầu tức là giá mà mình sẽ mua quảng cáo. Khi mà một người ta nhấp vào cái quảng cáo của mình sẽ phải trả một số tiền cho Google AdWords, thì đấy gọi là giá thầu. Và khái niệm giá thầu tức là giá không có sẵn và chúng ta sẽ đặt giá theo cái hình thức giá thầu. Tất nhiên nó cho phép mình đặt max, đặt min, kiểu như thế. Nhưng mà nguyên tắc giá thầu tức là không có giá trước đó, được chưa? Đây, điều này có nghĩa là loại giá thầu của bạn cho chúng tôi biết liệu bạn muốn trả cho một số lần nhấp chuột là CPC, hay số lần hiển thị là CPM, hay số lần chuyển đổi là CPA, đúng không ạ? Số tiền giá thầu được tính bằng đô la hoặc tính bằng tiền Việt. Đấy là số tiền cao nhất mà bạn muốn trả. Và nó có CPC bình quân trung bình đấy, đúng không? Vâng. Thế thì ở đây nó có rất nhiều chiến lược giá thầu, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, là gì? Nhắm mục tiêu trong phạm vi tìm kiếm. Đấy, CPA mục tiêu, lợi tức trên chi tiêu quảng cáo, chia sẻ thứ hạng mục tiêu, tối đa hóa nhấp chuột, CPC nâng cao. Thế rồi thì sao? Thủ công. Tức là mục tiêu của mình là gì?
thì mình sẽ dùng cái chiến lược giá thầu đó để tối ưu. Thí dụ như mục tiêu của mình là phải là những người trong vị trí này mới được nhấp quảng cáo, thì mình có thể chọn là nhắm mục tiêu theo vị trí. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Nếu mà bạn muốn quan tâm đến hành động CPA, cost per action, tức là chi phí trên mỗi một hành động mục tiêu. Mục tiêu của mình là cho hàng vào giỏ, mục tiêu của mình là đăng ký, thì mình có thể chọn CPA. Mục tiêu của mình là bán được đơn hàng, là lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, tức là ROI đấy, ROI. Thì mình chạy cái này mình sẽ tăng được chuyển đổi lên. Tuy nhiên nếu mà chạy cái này thì mình cũng sẽ phải gắn tracking, gắn Google Analytics, gắn phân tích rất là nhiều. Và web của mình cũng phải là một web thương mại điện tử tốt, được chưa? Và chia sẻ thứ hạng mục tiêu. Thứ hạng là gì? Tức là cái vị trí hiển thị là số 1 hay số 2 hay số 3 đâu, cái vị trí hiển thị đâu. Thì đây chúng ta xem đây này, ví dụ như là thằng thực phẩm nhanh này đứng số 1, thằng thị trường sỉ đứng số 2, phía cuối này còn ai không? Đấy, đúng không? Còn Giáp Meta Facebook, đúng không? Cái Facebook này cho phép cho thấy rằng là bạn không cần nhất thiết là gì phải có trang web, bạn có thể chạy thẳng vào fanpage. Ok, thì đây là cái vị trí mình quan tâm đến, vị trí số 1. Luôn luôn mình phải đứng số 1 thì mình sẽ chạy tối ưu giá thầu cho vị trí. Mình muốn có nhiều nhấp thì mình chọn tối ưu cho nhấp, được chưa? Mình muốn là gì ạ? Chi phí CPC ở đây này để giúp mình điều chỉnh nâng cao được. Đấy, chiến lược giá thầu không khả dụng vui lòng thiết lập chuyển đổi. Thế thì mình ở đây mình có thể chọn là ví dụ như là tối hóa nhấp đi. Đấy, được chưa? Với tối đa hóa nhấp chuột thì AdWords sẽ tự động điều chỉnh giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều nhấp chuột nhất trong phạm vi của bạn. Đấy chưa? Tức là tự động điều chỉnh giá thầu, tức là không có giá trước. Đấy, giống như mình hay nói với nhau là anh bán cho em đi, bao tiền cũng được. Đấy, thì đấy là cái nghĩa như thế. Bật CPC nâng cao không khả dụng bởi vì theo dõi chuyển đổi không được thiết lập. Nếu như bạn muốn để CPC nâng cao, tức là bạn sẽ thay đổi cái giá thầu trên mỗi một cái lượt nhấp, thì lúc này nó sẽ sử dụng những cái dữ liệu để nó đo lường. Và muốn làm được thì bắt buộc các bạn sẽ phải thiết lập cái chuyển đổi. Đấy, thiết lập cái chuyển đổi ở trên Google AdWords, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thiết lập theo dõi chuyển đổi ở trên đây. Chúng ta sẽ làm gì, đúng không ạ? Chọn các nguồn chuyển đổi, đúng không ạ? Làm trang web chuyển đổi, theo dõi các chuyển đổi, ví dụ như cài đặt trên Android, iOS, đúng không? Theo dõi cuộc gọi này, theo dõi đến chấp chuột này. Thì chúng ta sẽ xem ở đây, đúng không ạ? Conversion tracking measure, thì chúng ta xem thêm sau nhé. Vâng, thì tôi sẽ nói về cái giới hạn giá thầu CPC tối đa. Tức là mình sẽ đặt tiền vào đây là dù là giá thầu không quá trước nhưng mà bạn chỉ phải trả ngân này tiền thôi. Thí dụ như mình đặt là 8.000 đồng cho một nhấp tối đa, đúng không ạ? Bạn có tạo chiến lược danh mục đầu tư hay không? Thì đây chúng ta không hề có một cái gì đặc cả, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta trở lại cái chiến lược chuẩn thôi. Chúng ta bàn sau ngân sách hàng ngày nha, ngân sách hàng ngày. Thí dụ mình điền với là 100.000 và 100.000. Thế tôi giải thích cái ngân sách này như này. Là giá thầu giả định là 5.000 một click, thì với 100.000 bạn sẽ thu được 20 click là bạn hết tiền. Vậy thì bạn sẽ tiếp cận được bao nhiêu lượt? Giả sử CTR của bạn là 5%, thì cứ 1.000 hiển thị bạn sẽ thu được 50 click, đúng không ạ? Vậy thì với 100.000 bạn sẽ hiển thị được 1.000 lần và bạn thu được 50 click là bạn hết chiến dịch. Cho nên nó xảy ra cái tình huống là quảng cáo lúc mà bạn chạy, bạn vào bạn tìm nó không thấy bạn. Đấy, trước đây tôi chạy quảng cáo AdWords cho một cái khách hàng khá là lớn, một công ty dược. Thì họ đi thuê một cái agency, sau đó cái agency đấy lại thuê lại với tôi chạy. Thì cái anh đấy, anh suốt ngày anh hỏi tôi là tại sao quảng cáo của anh không lên, tại sao quảng cáo anh không lên. Là bởi vì vấn đề là ngân sách thấp, nhưng mà số từ khóa lại chạy rất là nhiều. Cho nên là chỉ cần mỗi một từ người ta nhấp một lần là đã hết tiền rồi. Cho nên là bạn tìm ra không thấy bạn. Bởi vì bạn làm gì có tiền đâu mà thấy. Đúng không? Ví dụ như này, mình hiểu hôm nay như này. Chẳng hạn như bây giờ bạn đi phát tờ rơi, bạn phát 100 tờ rơi thôi, thì người ta chưa kịp nhìn thấy bạn phát tờ rơi thì đã hết tờ rơi rồi. Nhưng nếu hôm đấy bạn phải đi phát 1.000.000 tờ rơi thì bạn phát suốt ngày, phát suốt, nhìn thấy từ sáng đến trưa vẫn phát chưa xong. Còn người ta đi qua cái ngã tư đấy, người ta thấy mấy lần, khổ thân,
Ok, chúng ta hiểu cái khái niệm như thế. Đấy, và tôi phải mất thời gian chứng minh cho anh ấy là đây, chạy đây, có lượt nhấp, có lượt truy cập đây. Thế sau đấy thì anh ấy mới không nói gì nữa. Tất nhiên cũng lâu rồi, 3 năm trước rồi. Nhưng mà chúng tôi chạy rất là cẩn thận, chạy phủ định từ khóa rồi đối sánh các thứ rất là cẩn thận. Đấy. Ok, như vậy là ngân sách nhá. Ngân sách hàng ngày là luôn luôn tính theo hàng ngày. Vậy thì mình tính theo ngày thì mình vẫn tính theo tháng. Và chúng ta tăng ngân sách lên thì chúng ta sẽ tiếp cận được nhiều hơn, sử dụng được nhiều số từ hơn. Ok, lượt hiển thị được nhiều hơn. Hiển thị nó phụ thuộc vào ngân sách. Đấy. Thế thì đấy là cái việc là quay lại với cái video trước đó là tôi đã nói rồi. Muốn chạy quảng cáo thì phải có tài khoản quảng cáo, phải có web hoặc là landing page, đúng không? Phải có tiền, phải có danh mục từ khóa. Đấy, và các kỹ thuật chạy thì chúng ta học dần dần. Ok, chúng ta hiểu chưa ạ? Rồi, cách phân phối thì chúng ta sẽ thường là chọn phân phối bình thường, đúng không ạ? Xoay vòng đồng đều. Chúng ta không nên chọn phân phối nhanh, đúng không ạ? Hoặc là phân phối nhanh thì không có sẵn cho tùy chọn này. Thì nó sẽ có một số những cái tùy chọn mà mình sẽ có phân phối nhanh. Đấy, ví dụ như này, mình sẽ vào đây mình xem. Chẳng hạn như là CPA đi, mình xem có phân phối nhanh không. Đấy, thì mình sẽ thấy là có phân phối nhanh. Phân phối nhanh tức là như nào? Vù một cái, nó hiển thị bùm vào đúng cái khung giờ của mình tốt nhất để mà nó tiếp cận được nhiều khách hàng nhất, thì đấy gọi là phân phối nhanh. Hoặc là mình có thể chọn những cái mục tiêu khác nhau. Thí dụ như là về chiến lược giá thầu, mình chọn giá thầu thủ công. Giá thầu thủ công là sao? Tức là mình sẽ không cho phép Google tự lấy giá thầu của mình, mà mình sẽ đặt cái giá thầu vào, và giá thầu này không được thấp hơn giá thầu đề xuất của Google. Ví dụ như mình có thể đặt 5.000 một click, thì mình không thể biết rằng 5.000 là có thấp hay không, thì mình cứ làm như thế. Sau đó Google sẽ đánh giá rằng là đủ điều kiện hay không đủ điều kiện sau khi mình đặt chiến dịch. Vâng, thông thường thì mình nên đặt phân phối bình thường, được chưa ạ? Các tiện ích mở rộng. Các tiện ích mở rộng thì hiện nay Google cung cấp rất nhiều các tiện ích mở rộng. Và đầu tiên tôi muốn giải thích các tiện ích mở rộng là gì và nó ứng với những cái đấy như thế nào, được chưa ạ? Cái video này nó cũng sẽ hơi dài một chút, các bạn chịu khó theo dõi. Vâng. Đây thì tôi sẽ giới thiệu các tiện ích mở rộng nhé. Chẳng hạn cái bạn thị trường sỉ này là cái bạn chạy ad rất là tốt đấy. Thì tôi thấy là cái, các bạn nhìn thấy không, cái mẫu quảng cáo của bạn ý đồ sộ hơn cái mẫu thực phẩm nhanh rất nhiều, được chưa ạ? Thì đây này, cái đường link này thì nó chính là cái tiện ích mở rộng liên quan đến là gì ạ? Vâng, liên kết các phần trang web của tôi, liên kết trang web sai link. Đấy, thì đó chính là tiện ích này, được chưa ạ? Vâng. Xem ở đây có số điện thoại không? Đây có số điện thoại, gọi hotline. Số điện thoại thì nó chính là tiện ích mở rộng số điện thoại. Đây chính là tiện ích mở rộng số điện thoại, đúng không ạ? Rồi thì nó có cả tiện ích chú thích, tiện ích địa điểm. Tiện ích địa điểm ở đâu? Ở đây không có tiện ích địa điểm, ở đây chỉ có tiện ích chú thích thôi. Đây là tiện ích chú thích. Thì như thế nào là tiện ích địa điểm thì tôi sẽ tìm cho. Ví dụ như mua iPhone 7 đi. Quay lại với cái ví dụ này, 128 ghi, ok, enter. Thì mình sẽ nhìn thấy có tiện ích địa điểm. Đây, đấy, Thái Hà đây, ngõ 61 Thái Hà đây. Đây chính là tiện ích địa điểm ở trong Google AdWords nó cho phép chạy, được chưa ạ? Vâng. Thế thì chúng ta sẽ thao tác hướng dẫn từng cái này một. Thì trong cái phần thao tác này thì tôi sẽ xin phép giới thiệu ở cái video phần tiếp theo, vì cái bài này tương đối là dài rồi.